Xin chào các bạn, hôm nay mẹ tớ cho 30.000 nên tớ mua Playmore Sprite. Hôm nay tớ sẽ mở cái này ra và xem cái này có cái gì ở trong. Con nóng ở ngoài kìa, tắt hai cái miếng ni lông ra, đúng rồi, một bên là còn một miếng ni lông, một miếng ni lông được của bên này, màu cam là bên đó, màu trắng là bên đây, đúng rồi, cầm miếng màu trắng ở bên đây, bẻ nó ra luôn. Đúng rồi đó, ok đó. Xích vô đây. Nắm hai cái đó tách ra. Không được, bánh lắm. Mở ra, đưa cho mọi người coi hai bên nó có cái gì. Nói đi, một bên là nó có cái gì. Một bên là sô-cô-la. Đưa lên cho mọi người coi. Một bên là sô-cô-la. Một bên là đồ chơi. Nhưng mình sẽ mở đồ chơi ra. Qua cho mọi người coi. Cái nào phải luôn chơi. Bộ lật qua lật lại. Chứ cái gì chứ? Lật qua lật lại đi. Ủa, bên này là đồ ăn. Lật qua lật lại cho mọi người coi trước đi. Đây nè. Tao kia nói à, chết cha mình mở lộn. Chết rồi mình mở lộn nên đồ ăn. Chết rồi mình mở lộn đồ ăn rồi. Mình sẽ qua lại. Đây chỉ có một cái đồ chơi. Mày cái camera đây nè. Giờ mình ra đi cho cái gì vậy? Chế hình gì đưa cho mọi người coi đấy. Đưa cái hình kìa, đưa cái hình luôn cho ra trước. Cái hình ở trong đó, cái hình kìa. Mở lấy cái hình đó đi. Giống cái con gì, cái loa đó vậy. Đưa cho mọi người coi đây nè. Nè, hình gì nè. Đưa đây, đưa màn hình, camera. Con gì? Đây chính là con khủng long. Dâm mình đụng mình sẽ gấp lại. Xong rồi, hôm nay mình sẽ khám phá qua phần kia. Rồi. Các con cũng làm nó chạy vô. Rồi, giờ tụi mình sẽ ăn. Thử cái sô-cô-la này. Cầm ngược. Thì cái này nó cứng không? Đi miếng thôi, review cho mọi người coi nãy văng nứt nè. Văng xuống đất này. Bóc cái sô cô la không thôi, bóc mấy cái cục này. Ngon hay là không ngon thể hiện ra. Ngon, ngon lắm các bạn. Hôm sau mình sẽ review trò chơi khác. Hãy đăng ký kênh cho mình nha. Và like cho mình nha.